Dạ, kính thưa các anh các chị, hai ngày hôm nay chung quanh linh cữu của ông Bùi Giáng, chúng ta đã nói rất nhiều, chúng ta đã tỏ tình thương đối với ông Giáng rất nhiều. Chị, đối với ông Giáng như vậy cũng đủ rồi, thỏa mãn một cuộc đời rong chơi của ảnh rồi, chắc chúng ta cũng không còn gì để mà ân hận đối với ông Giáng. Riêng tôi, người có cái điểm phúc được anh Giáng quý trọng trong một thời gian dài, tôi xin phép các anh các chị cho tôi nói với anh Giáng đôi lời biết ơn của tôi thế thôi. Anh Giáng ơi, kim cương nè, để nói với anh những câu vĩnh biệt cuối cùng. Câu cuối cùng tôi muốn nói với anh là tôi mang ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những gì anh đã đẩy lại cho cuộc đời, cảm ơn tác phẩm bất hủ của anh đẩy lại cuộc đời, cảm ơn một mối tình thật đẹp, thật to lớn anh đã dành cho tôi suốt 40 năm nay. Cảm ơn một bài học anh đã cho tôi thấy rằng sống ở trên đời, trong hoàn cảnh nào, cho dù nghèo khổ, giàu sang, điên loạn, tỉnh táo, người ta cần tới một tình yêu. Nhìn biệt anh.